Bạn có đang dùng lăng khử mùi chưa? Ăn sơn tơ dịu nhẹ, giữ trọn tinh chất thiên nhiên từ chanh Pháp với công nghệ vi hương, mang lại hương thơm nhẹ nhàng cho cảm giác khô thoáng và dịu nhẹ trên da, phù hợp với cả da nhạy cảm. Khô thoáng dịu nhẹ, vẻ nét hương yêu.